chú chó thông minh nghiện cà phê cùng với chiếc thau siêng năng đầy nghị lực. Kìa, ổng uống cà phê kìa. Ổng uống phê sữa kìa. Bỏ xuống đường rồi. Nó nhảy lên tới mặt. Rồi, ngồi xuống. Đâu? Cái tay cũng đâu rồi? Cái tay đâu? Rồi, xuống. Chú chó này đã khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi khi hiểu hết những gì mà mẹ nói. Đã thế còn có sở thích uống cà phê, không khác gì là con người. Đi cùng với em là một chiếc thau nhựa đầy nghị lực, có từ thời em mới bắt đầu biết ăn cơm. Và giờ đây chiếc thau này đã trở thành thứ để em đi khất thực cà phê rồi đấy cả nhà. Mỗi lần mà thấy ba uống cà phê là chú chó sẽ tha cái thau đến chỗ ba để xin nước. Mà cái cách nó xin cũng đâu có vừa vặn gì, sợ ba không biết hay sao mà cứ cầm cái thau dí sát vào người ba như vậy nè. Kìa, ổng uống cà phê kìa. Ổng uống phê sữa kìa. Bỏ xuống đường rồi. Nó nhảy lên tới mặt luôn. Rồi ngồi xuống. Đâu? Rồi cái tay cũng đâu rồi? Cái tay đâu? Rồi bỏ xuống. Trời. Đáng kêu mà kêu gì? Đang uống cho chứ bộ. Cà phê sữa đậm đặc luôn, tội cục nó đá nhí nhí luôn. Rồi trời trời nằm xuống rồi uống luôn. Thẳng 2 giờ ra. Cái thau giờ đây đã trở thành vật bất ly thân của em nó luôn rồi. Sau bao năm tháng sử dụng, nhưng chiếc thau vẫn còn nguyên vẹn, không hề nứt vỡ gì, vì em dùng rất là cẩn thận nha. Mỗi lần mà thấy ai ăn gì uống gì là em nó liền tức tốc đi kiếm cái thau rồi chạy tới để khất thực bất chấp. Thế này thì làm sao mà lo đói bụng được cơ chứ. Rồi, ngồi xuống đi. Chứ hai bắt người ta làm trò quá. Đi vừa thôi tên. Thèm dữ rồi, hôm nay không có cho uống cà phê sữa. Ngồi qua còn dữ không? Ai xem được cũng không khỏi trầm trồ trước chú chó thông minh biết nghe lời này mà trộm vía cho boss nhà mình. Bên cạnh đó một số khác còn đùa rằng nó uống cà phê mai mốt nghiền, nó tự ra quán ngồi uống chứ cần gì phải cầm thau đi xin như thế này. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.